Chiến thắng 2-0 trên sân của Leicester City ở vòng đấu vừa rồi đã thực sự cho thấy Arsenal đang ngày càng hòa nhập, bất chấp những lo ngại sau giai đoạn bất ổn đầu mùa, nên nhớ đó là trận bất bại thứ 9 liên tiếp của pháo thủ, trong đó có 5 chiến thắng và 2 kết quả hòa sau 7 vòng đấu của giải ngoại Anh. Qua đó đưa họ vươn lên vị trí thứ 6 trên bảng xếp hạng với 17 điểm sau 10 vòng đấu. Hiện tại khoảng cách giữa họ với top 4 chỉ còn là 3 điểm và với đà phong độ như vậy, khả năng bứt phá là điều hoàn toàn có thể xảy ra. Trở lại với vòng đấu cuối tuần này, thầy trò viên Mikel Arteta sẽ có cuộc chạm trán với Watford. Với đà phong độ như hiện tại, một kết quả thuận lợi là điều hoàn toàn có thể tin tưởng, đặc biệt khi vòng đấu tới đây họ sẽ được chơi trên sân nhà, nơi mà 6 trận gần đây đã chứng kiến tới 5 chiến thắng và chỉ một kết quả hòa. Riêng trước Watford cũng đã toàn thắng ở cả 3 lần tiếp đón gần nhất. Hơn hết đối thủ mà họ tiếp đón tới đây cũng chỉ là đội bóng Tân binh và đang ngụp lặn ở nhóm cuối trên bảng xếp hạng. Cụ thể lúc này Watford mới chỉ có được 10 điểm sau 10 vòng đấu, đứng thứ 16 trên bảng xếp hạng và chỉ hơn nhóm cầm đèn đỏ khoảng cách của một chiến thắng. Hơn nữa phong độ hiện tại của đội bóng đến từ Hertfordshire cũng hết sức bết bát khi đã để thua ở ba 4 trận vừa rồi. Riêng trên sân khách cũng đã để thua ở 3 qua 5 trận từ đầu mùa. Với đặc điểm như vậy từ Watford, niềm tin lại càng củng cố cho đội chủ sân Emirates. Trên sàn giao dịch châu Á, nhà cái cũng dành sự ủng hộ cho họ khi xếp kèo chấp lên tới 1 1 4 Ngoài việc nằm trong nhóm những mức chấp cao nhất khi tiếp đón đối thủ này trước đây, mức kèo này cũng đang thể hiện được vị thế của pháo thủ ở hiện tại. Chính vì vậy hoàn toàn có thể đặt niềm tin cho họ ở trận đấu tới. Trên phương diện tổng bàn thắng với sự cởi mở mà hai đội đang thể hiện lại thêm đặc điểm bùng nổ thường thấy khi đụng độ trước đây, đánh giá cho khả năng xuất hiện kịch bản tương bừng của trận đấu là hoàn toàn có cơ sở. Tuy nhiên, mức kèo ba hòa mà nhà cái đưa ra trên thị trường bị đánh giá là không thực sự tương xứng, chưa kể điểm ăn còn xếp thấp cho cửa xỉu, vì vậy mốc dưới được xem như lựa chọn an toàn hơn. Ở một diễn biến khác, sự chú ý đang được hướng về Tottenham sau sự xuất hiện của huấn luyện viên Antonio Conte trên băng ghế chỉ đạo. Giữa tuần qua, tân huấn luyện viên người Italia đã có màn ra mắt thuận lợi tại Europa Conference League với chiến thắng 3-2 trước Vitesse. Mặc dù chiến thắng là không hề dễ dàng, thế nhưng đã có những tín hiệu đầy tích cực trong cách chơi của đội bóng thành London. Trở lại với giải ngoại hạng Anh cuối tuần này, Spurs sẽ cũng cực độ độ với Everton, đội bóng đang xếp ngay cạnh họ trên bảng xếp hạng. Cụ thể sau 10 vòng đấu, Tottenham đã đứng thứ 9 trên bảng xếp hạng với 15 điểm, trong khi Everton đứng ngay sau với chỉ một điểm. Nếu như ở thời điểm trước khi huấn luyện viên Antonio Conte đối với đại diện thành London, hy vọng cho họ sẽ không nhiều. Thế nhưng sau những thay đổi tích cực vừa rồi, niềm tin đang dần trở lại với Tottenham, bất chấp việc phải làm khách, điều mà từ đầu mùa đang trở thành nỗi thất vọng lớn khi sau 5 trận họ đã để thua tới 3. Trên thực tế bên cạnh những tín hiệu khởi sắc sau những thay đổi trên ghế nóng, hy vọng còn đến với thầy trò huấn viên Conte có đến từ chính đối thủ của họ. Cần biết rằng Everton lúc này đang thi đấu đầy xa sút khi liên tiếp để thua ở ba vòng đấu vừa qua. Cho dù các đối thủ là không quá mạnh, ở trận đấu tới dù được chơi trên sân nhà thế nhưng với kết quả trắng tay ở cả hai trận gần nhất, hy vọng và điểm tựa của Dixon Park là hết sức mong manh. Chưa kể trước đó họ cũng thường xuyên phải nhận những kết quả không tốt khi tiếp đón Tottenham. Cụ thể ở chính lần tiếp đón vị khách đến từ London gần đây, Everton đều không thể giành chiến thắng, thậm chí còn thua ba trên sàn giao dịch châu Á sự ủng hộ cũng hướng đến Tottenham khi nhà cái xếp họ ở kèo chấp 1 phần tư. Mặc dù mức chấp là không quá nổi bật thế nhưng nên nếu là việc họ được xếp cửa trên khi viếng thăm Kulishon Park từ trước đến nay là rất hiếm. Chưa kể có chấp thì cũng chỉ dừng ở mức tương tự. Chính vì vậy hoàn toàn có thể hy vọng vào một kết quả thuận lợi cho Tottenham ở trận đấu này. Trên phương diện tổng bàn thắng mặc dù những lần đụng độ gần đây của hai đội thường diễn ra với nhiều pha lập công, thế nhưng với phong độ nghèo nàn mà hàng công hai đội đã ở hiện tại, lại thêm với kèo tài xỉu chỉ được niêm yết ở mức khiêm tốn là 2 một phần tư sẽ khó để trông đợi vào điều tương tự. Chính vì vậy mốc dưới được xem như lựa chọn đáng tin hơn cho trận đấu này